xong rồi đó các bạn. Đó, mình đã dọn cái cây nó cho nó thẳng lại ha các bạn. Giờ mình cũng đã dọn cành cho nó bố trí thích hợp chút rồi. Những cành nào còn sai á các bạn thì sau này các bạn sẽ chỉnh sửa lại. Đó, ra Tết á, hay là lúc này các bạn chỉnh luôn đi các bạn. Để làm chi? Để ra Tết mình cắt đôn luôn ha. Giờ mình chỉnh qua đây sẵn đi. Cái qua Tết các bạn, cành này nó sai nè, nó sai hướng nè. Cành này cành 5 mà nó trở về cành 1 nè. Đó. Giờ các bạn có dây nhôm các bạn cứ chỉnh qua đây luôn, cho nó trở về cành 1. Giờ ra Tết á, nó đã theo dây rồi các bạn. Các bạn tháo dây ra, các bạn cắt bụp. Cắt bụp ngang đây là nó sẽ ra hai nhánh ha. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, 7 nhánh là nó ra, năm tới là nó sẽ thành 14 nhánh. Mình cắt đôn rồi nó ra 14 nhánh. Rồi các bạn thấy cái tàn nó đùm hết trơn rồi đó. Các bạn đừng có sợ, đừng giờ thấy các bạn thấy thưa ha. Cũng như lúa vậy đó, mình nói là các bạn nào có làm lúa là các bạn hiểu à. Lúa mình xạ mới đầu mình xạ lên vậy thấy ngon ha. Nhưng mà tới sau này á, là những cái cây đó nó đặc hữu cho nó đâu có đẻ nhánh được đâu các bạn. Đó, giờ để nó hao giống mình nè, hao phân nè, và hao tuôn cái thuốc xịt để gầy nè, hao phân để mình gãi cho nhiều nè, nó đủ thứ cái hại cho các bạn. Rồi, kết thúc clip nha các bạn. Chúc các bạn áp dụng thành công nha. Chào các bạn và tất cả mọi người. Mình hôm nay mình cùng chăm sóc cây mai con cho nó nhanh lớn vào thời điểm gần Tết năm 2022 nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chăm sóc cây mai con, do thời tiết mà nó làm cho cây mai chậm lớn các bạn. Giờ mình sẽ khắc phục nha các bạn. Đây nè các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy gió ha. Gió, cây mai con của mình nó rung rinh nè các bạn thấy không? Đó. Là cái này là do tác động của thời tiết nha các bạn. Đó, mình sẽ can thiệp. Đó, các bạn thấy. Còn gió hù hù nè các bạn thấy không? Nếu các bạn không can thiệp thì cái rễ, cái gốc cây mai này nè, mai con này nè các bạn, nó sẽ lung lay nè, thấy không? Nó chống rồi đó các bạn thấy. Đó, nó chống xung quanh gốc nè các bạn. Là do gió nó sẽ lúc lắc lung lay cái cây và làm cho cái rễ mai nó không có bắt được nha các bạn. Đó là cây của mình nó sẽ chậm lớn. Bây giờ mình sẽ khắc phục nó nha các bạn. Đây, mình sẽ dùng dây nhôm các bạn. Lý do mình dùng dây nhôm là thứ nhất á, mình cầm vô là để cho nó không lúc lắc là thứ nhất ha. Còn cái thứ hai nữa là mình dùng cái dây nhôm này nè để mình tạo cái dáng cây luôn các bạn. Đây là dây nhôm cũ mình sửa lại nha các bạn. Đó, có cái dây nhôm mới thì là ngon hơn các bạn. Nhưng mà mình tận dụng lại thì mình đã làm rồi. Các bạn cấm cái dây nhôm này nè, cấm nhẹ tay thôi nha các bạn. Nếu các bạn cấm mà mạnh tay á, nó đụng cái rễ mai mà mình không thấy được các bạn, là nó sẽ dướng dướng lại nha, nó nặng á, thì các bạn nên nhổ ra và cầm lại chỗ khác các bạn ha. Chứ để nó dướng rễ mai, nhiều khi mình lỡ tay cầm mạnh á, là nó sẽ bị đứt cái rễ đó luôn nha các bạn. Mình cũng cảm nhận được đó. Giờ hôm nay mình sẽ dùng dây rút nha các bạn. Đây, cái dây rút này là nó công hiệu của nó rất hay. Là thứ nhất á, là khi cái cây mình rút vô rồi nè, cái cây của mình lớn á, là mình sẽ nhìn thấy nó bị siết dây các bạn. Đó, nó khuyết dây vô ha. Và lúc đó các bạn rút lại cái điểm khác gần đó đó. Giờ các bạn hãy cắt bỏ cái rút mà nó bị khuyết sâu đó các bạn, cắt tháo ra để cho cây nó phục hồi ha, để nó không kéo dinh dưỡng lên nó nuôi cái thân được. Đó, các bạn vô dây mới lại rồi cắt bỏ cái dây cũ nó đã bị siết. Còn trường hợp mình làm băng keo á các bạn, băng keo thì nó cũng có cái lợi của băng keo. Nói chung là cái nào nó cũng có cái hay hết trơn á các bạn.
cái băng keo á thì cái độ giãn nở á nó sẽ bền lâu hơn ha, là thứ nhất. Còn cái thứ hai á, cái băng keo khi mình uống cái cây á, là cái điểm nào mình cần uống mà đắt lượng á các bạn, các bạn quấn băng keo hết một khúc đó đó, rồi các bạn uống lắc nhẹ này, là cái da cây của nó không có bị răng nứt nha. Còn đối với những cái dây rút này nè, là mình áp dụng vô cái cành, cái nhánh được, và những cái cây trực thẳng được đó các bạn. Đó, cây này là mình muốn làm tạo dáng cho nó trực thẳng đứng luôn các bạn. Trực thì nó cũng nhiều loại trực lắm các bạn, trực lắc, trực thẳng, trực dặn, đó. Theo mình biết thì có 3 loại trực đó các bạn. Trực thẳng là đứng luôn ha, trực quân tử ha. Nè, đây nó có cái điểm cong nè ha các bạn. Bây giờ mình muốn cho nó đứng luôn, mình sẽ rút đen đoạn nữa, đừng lát mình uống mình dặn nó lại các bạn, cho nó cái điểm này nó thẳng luôn. Vào thời điểm này nè các bạn cứ chỉnh sửa tàn tán của cây mai của các bạn này, muốn uống lắc lượng như thế nào thì các bạn cứ làm. Mà đối với những cái cây mà nó không đi tược nha các bạn, đó là tược nó đã già, các bạn xác định được là cây này nó không đi tược nữa thì mình hãy vào dây để mình chỉnh sửa thân nó và cành nó. Còn những cây nào nó còn đi tược non á các bạn, là cây đó nó còn lớn ha, các bạn khoan hả, cho nó lớn đi các bạn, cho nó lớn, nó cảm thấy nó đứng tược rồi á, đứng hẳn luôn á, thì các bạn hãy nên áp dụng với cây đó. Trong vườn của các bạn nhiều cây thì các bạn lựa những cây nào mình xác định được nó đứng tược thì mình hãy định hình đó. Đối với cái thân chính cây mai này nè, là cái cốt nè các bạn, là nó quan trọng lắm nha. Các bạn nên làm nhẹ nhàng với nó, đừng nên vội vã các bạn. Vội vã nó dập cái thân rồi là cái thân nó bị chai lì luôn nha, và nó không lớn luôn. Đó. Hôm nay mình sẽ khắc phục cái cây nó không còn lắc, là do tác động của thời tiết, là mình tận dụng luôn cái dây rút này để mình chỉnh sửa cái thân cây mai luôn nha các bạn. Đó. Bây giờ lên tới cái đoạn này thì mình không còn, nó thẳng rồi các bạn, mình rút thưa lại, mình đâu có chỉnh, mình đâu có lắc cái thân của nó trên này đâu, mình rút thưa lại cho nó cố định cái dây nhôm nó kìm cái cây thôi. Cái dây rút thì nó cũng có lợi của dây rút ha. Các bạn nào có muốn uống cái cây mà dán lông rồi đó các bạn, hay là trực lắc á, thì mình khuyên các bạn là nên làm cái băng keo á, các bạn quấn băng keo cái đoạn nào muốn lắc á, như mình nói nãy á, cái đoạn nào mà các bạn muốn lắc á, lắc theo hướng nào vậy sao đó các bạn, thì các bạn hãy quấn băng keo cái đoạn đó cho nó kín lại hết, rồi các bạn hãy uống lắc, là cái băng keo nó sẽ giữ lại được cái thân cây mai của mình. Mà khi các bạn lắc á, nó sẽ giữ lại được, chứ nó không phải như cái dây rút này là nó không bằng cái băng keo là cái điểm mình uống lắc đâu các bạn. Đó, giờ như mình vô dây các bạn thấy đó, thí dụ mình muốn lắc ngay cái nhánh này nè cho nó ra dương đi, thì buộc lòng mình phải thắt băng keo ở đây nè, đó, thắt đoạn này và tới khúc này luôn, mình quấn băng keo đó các bạn, keo này nè, quấn cho nó bít khúc này, để khi các bạn lắc á là băng keo nó giữ lại được ha. Đó, mình nói vậy các bạn hình dung được rồi, nó sẽ giữ lại được và không có bị tét cái da, là cây mai nó rất nhanh phục hồi các bạn. Giờ các bạn lưu ý đừng có lắc mạnh quá nghe, mình khuyên các bạn làm nhẹ nhàng từ từ thôi, cái thân cây mai mà nó dập rồi á là cây mai nó không lớn luôn nha các bạn, nó chai lì nó nằm đó luôn. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh cái này cho nó thẳng đứng luôn nha các bạn, nó còn hơi lên chút ha,
mình mới vô mà chưa chỉnh nên nó cũng muốn thẳng rồi đó. Đó. Rồi, các bạn nhìn giáp vòng hết coi coi nó đứng tứ diện chưa. Đó, thấy tạm ổn rồi ha các bạn. Chỗ đây cái đoạn này nó cũng còn chút nè, giờ mình mẹ nó lại chút nữa các bạn, nhẹ nhàng từ từ các bạn, đừng có vội nha. Đó, đó. Một hồi rồi mình sẽ ém đất cho nó kín cái gốc lại nha các bạn. Rồi đó, giờ khúc trên này một lát nữa mình sẽ rút thêm một đoạn nữa để cho nó đứng lại. Đó, tạm thời vậy là cũng ngon lành rồi đó các bạn, cứng ngắc này ha. Đó, giờ giấc này gió hù hù nè, đó đang gió mạnh đó các bạn, đâu có lắc nữa. Hồi nãy nó lắc các bạn thấy nó đảo vòng vòng luôn. Đó, giờ sau này mình sẽ ém lại các bạn ha. Đối với cái bầu thì từ lúc này trở gài trở lên này các bạn, bạn lên thăm bầu nha. Đó nè, cái bầu của mình trồng thời gian á là nó sẽ phập phèo các bạn. Các bạn nên thăm đè nhẹ vừa cứng tay vừa cứng tay nó. Cứ cỡ 10 ngày nửa tháng gì đó các bạn thăm nè. Để không thôi nó bị bọng dưới là cái cây mai của mình nó bắt rễ không có được các bạn. Thì nó bắt không được thì nó ăn không được, nó lấy dinh dưỡng không được, không lấy nước được thì nó đứng cây. Đó, cái tập nào mình cũng lên làm về cây mai con á là nó qua điều quan trọng khác nhau hết trơn nha các bạn. Mình trồng cây thì mình phải hiểu, mình hiểu đến đâu thì mình chia sẻ cho các bạn đến đấy, để mà các bạn cùng áp dụng chăm sóc cây mai với mình ha. Đó, các bạn thấy mình đè nãy giờ nó xuống nhiều lắm đó các bạn, là do mình tưới á. Mình tưới thì cái chất trồng của mình đã phối trộn rồi, sau này nó quay mục, nhất là bả dừa cho cháu, thời gian 1 năm hay là 6-7 tháng nó sẽ quay mục và nó tốt lại đó. Cho nên tới giờ nó có tình trạng là nó xuống vậy đó các bạn. Thì các bạn cứ ém xuống tới nè, ngày mai chiều các bạn tưới nữa rồi mình ém nữa, ém vừa cứng tay thôi, cứ đừng ém chặt quá nghe các bạn. Các bạn ém chặt quá thì cái đất nó thành nó dẻ luôn, và không khí nó không có loãng vô được, ít nhiều gì không khí phải loãng vô để cho cái bộ rễ dưới này nè nó mới có oxy nghe các bạn, nó thở đồ được đó. Và các bạn đừng quên đậy để giữ ẩm cho cây mai, nó mới đầy đủ nước, độ ẩm thích hợp rồi nó mới lớn các bạn ơi. Hiện tại giờ nó không lớn chiều cao thì nó lớn chiều ngang các bạn, lớn chiều ngang là lớn cái thân này nè và cành đó. Bây giờ nó không phát triển cái tược nữa, thấy không các bạn, tược nó đi nè, thấy gầu không các bạn, con lá mọc nè, đứng rồi đó, là do thời tiết lạnh. Tập tính của cây mai thì vào mùa này thì nó đứng các bạn, nó không đi nữa, nó phát triển không phát triển cao lên thì nó phát triển cái chiều bự, rồi ý mình nói chiều rộng nữa các bạn, nó bự cái cốt lên. Đó, nó còn hơi siêu siêu ha các bạn. Giờ mình chỉnh cho nó đứng thẳng luôn. Đó. Rồi, một hồi mình sẽ thắt ở đây nụt nữa các bạn, cho nó ôm sát vô cái dây nhôm nữa ha, là cứng khừ ha. Đó. Và thời điểm này mình sẽ dọn luôn những cái cành luôn, tận dụng lúc mà mình tác động với nó nè, sẽ tác động một lần một luôn cho nó ha các bạn. Bây giờ mình sẽ phân chia bố trí cành cho nó thích hợp đối với cái cây nào nó cũng có cái mặt tiền hết trơn các bạn. Bonsai cũng có mặt tiền, và cái cây trực hay cây tàn gì cũng có mặt tiền hết ha. Để khi mình nhìn vô á là mình sẽ nhìn được hết cái cây luôn.
Đó, kêu nhìn tổng thể cây đó các bạn. Bây giờ mình xác định lấy cành này là cành trị nhất nè, là do nó bự nhất nha các bạn, và nó ở thấp luôn. Đó, mình sẽ bỏ cành này. Cái lý do tại sao mình bỏ cành này các bạn có thắc mắc không? Sao thấy bỏ uổng quá vậy? Là do cành này và thằng này nó ở sát bên các bạn. Ý mình là muốn cành cách cành thấp gì cũng nửa gang tay, để sau này mình trồng cái cây tàn á thì cành nó sẽ bự lên. Nó cành cỡ 30 các bạn thấy, nửa gang tay thì nó lên 30 thì nó gần với nhau rồi, coi nó hay cái cây. Còn các bạn để cành nó gần quá, sau này nhìn vô cái cây nó gối cành dữ lắm các bạn. Là do nữa sau này mình đôn cành nè, ra Tết đôn cành nè. Đó, đôn cỡ 1 tấc ra nè, cắt bụp là ở điểm này nó sẽ nhảy ra hai cành nha các bạn, hai hoặc ba luôn. Nhưng mà mình lấy hai thôi, lấy một thành hai, rồi năm tới nữa bụp hai thằng này là nó sẽ ra bốn. Rồi đó, cứ hàng năm các bạn bụp bụp vô đi, rồi tầm 5-10 năm các bạn thấy cái tàn cây của bạn nhánh nó cỡ nào đó. Rồi sau bây giờ các bạn để ý quá vậy mà các bạn cắt cành kiểu đó nữa, nhìn vô như một cái đám gừng luôn các bạn. Đó, và cái cốt này với cốt này nó gần nhau quá, nhìn nó không có hay. Đó, mình bây giờ xác định cắt. Rồi, cắt nha các bạn. Đó, các bạn cứ theo dõi cái clip của mình đi, rồi năm này năm nọ đó, rồi mình sẽ bố trí cành cho các bạn xem. Không bao giờ mình làm cái cây của mình hư đâu các bạn. Đó, bạn mình cắt sát sát vô chút nha các bạn. Rồi, đây lên đây nửa gang tay hợp lý nè các bạn. Mình sẽ lấy tàn cái nhánh này làm tàn phong nha. Tàn phong là tàn ở sau lưng, còn ở trước này là mặt tiền nha các bạn. Bây giờ mình bụp thằng này bỏ nè. Thằng này với thằng này lên đây đó, là nó không đúng nha. Cành 1, cành 2 nè, cành 3 qua đây nè. Đó, cành 4 lên trên nữa, chứ do thằng này với thằng này gần quá. Đây, lên trên, cành 4 là cành lá hướng về mặt tiền, được ha. Cành đó đúng rồi đó các bạn. Còn cái cành này sau này mình phải sửa qua đây một chút nè. Đó, lên tới nữa là cành 5. Cành 5 trở về cành số 1 các bạn. Đây với đây gần quá các bạn, bỏ cành này. Đó, thà gần mình lấy thằng này mình bẻ qua đây nè các bạn. Đó, lấy trở về cành 1 là nó thừa đều nhau ha các bạn thấy ha. Chỉ nửa gang tay đều nhau nè. Đó, từ trên xuống dưới nó đều hết rồi đó. Đó, các bạn lại ngược vậy nè. Sau này cái góc cành của nó đó, cái góc cành chỗ này nè các bạn, nó sẽ phù ra cục nha. Đó, nó hay lắm. Đó, là nhẹ nhẹ thôi. Các bạn hạn chế làm, đừng làm cho dập thân cây. Rồi bắt đầu cành 1 nè, cành 2, cành 3, cành 4. Rồi bắt đầu lên tới đây là 1, 2, 3, 4 nữa đó các bạn. Đó, các bạn cứ đi theo tới bao nhiêu cành đó, bao nhiêu chi các bạn chơi. Mình đã chơi chi lẻ không nha các bạn. 5, 7, 9. Rồi bắt đầu lên tới 11, 13. Nó cứ bạn cứ lên tới đi, cây tàn mà. Nó cao chừng nào thì tàn nhiều, nhánh nhiều nấy các bạn. Rồi, clip mình chia sẻ đến đây. Về cái cách khắc phục cây mai con chậm lớn do thời tiết nha các bạn. Đó, mình sẽ can thiệp. Mình phải can thiệp, chứ để nó lung lay như nãy đó, các bạn thấy sao nó bén ghê được các bạn. Không có thời gian nó nghỉ ngơi. Gió lúc lắc xuyên suốt, vì sao nó lớn được. Rồi, các bạn thấy video mình chia sẻ có hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Chia sẻ đến cho những bạn chưa biết để cùng nhau biết, để mà mình cùng nhau chăm sóc cây mai, để sau này mình có được một cái vườn mai nho nhỏ nha các bạn. Đó, giờ các bạn đang trồng như mình hay là hoặc có ý định trồng á, thì mình chia sẻ lên các bạn gặp tình huống như thế này nè, thì các bạn sẽ biết được
để mà các bạn khắc phục nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và trồng cây nhanh lớn nha các bạn.